sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn và hãy cùng tôi để tìm hiểu những cái nguyên nhân và các cái cách và cái các biện pháp điều trị đơn giản cho các mẹ khi đau đầu trong cái thời kỳ mang thai. Vậy đâu là nguyên nhân của cái chứng đau đầu chóng mặt khi mang thai? Biểu hiện của việc đau đầu cũng giống như thông thường là thường xuyên cảm thấy đau, và khi ở cái môi trường ồn ào thì và tinh thần thì không thoải mái, hay là bị căng thẳng bởi việc công việc và cuộc sống, và mất máu trong cơ thể dẫn đến cái thiếu hụt, dẫn đến cái căn bệnh này càng nặng hơn. Và cái việc là trong khi mang thai 3 tháng đầu ấy, cơ địa của người phụ nữ phải thay đổi để thích nghi với môi trường sống mới. Chính vì vậy mọi thứ dường như là đều phải thay đổi, khiến cho các mẹ trở nên mệt mỏi, khó tính hơn và đau đầu. Và cái việc là đau đầu chóng mặt kéo dài có thể dẫn đến cái việc viêm xoang. Hơn nữa là trong 3 tháng đầu tiên, các bạn thường có cảm giác là nôn này, sợ mùi thức ăn này, không ăn được, và nên là cơ thể rất là thiếu chất, gây nên cái việc là đau đầu chóng mặt. Tránh dùng các cái chất kích thích và các cái chất có cái chứa cồn hay là cà phê thì nó sẽ không ảnh hưởng cho tất cả là cả mẹ và bé, nên các bạn là tuyệt đối nên tránh các loại cồn và cà phê. Vậy là đau đầu và chóng mặt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bé yêu nhà bạn như thế nào ở trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Các mẹ không nên là coi thường cái chứng đau đầu vì nó có thể gây nguy cơ tiềm ẩn về cái việc là ảnh hưởng xấu cho các bé sau này về dị tật bẩm sinh hay là sinh non. Trong 3 tháng đầu cái việc là đau đầu chóng mặt sẽ ảnh hưởng như thế nào? Trong cái giai đoạn này nó sẽ báo hiệu nguy cơ tiền sản giật. Tiền sản giật thường xảy ra trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Những phụ nữ trên 40 tuổi thì nguy cơ mắc tiền sản giật cao hơn khoảng từ 2 cho đến 3 lần. Các bệnh cao huyết áp, có protein trong nước tiểu, phù thường cũng bị đau đầu. Vậy thì các mẹ bị tiền sản giật nặng kéo dài cũng có thể dẫn đến cái vấn đề này. Tốt nhất là hãy đi khám để được theo dõi 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Nếu bạn vẫn tiếp tục bị đau đầu thì sẽ rất nguy hiểm cho các bạn và thai nhi. Và khi bị đau đầu chóng mặt như vậy thì nó sẽ làm giảm cái chất lượng cuộc sống. Nếu như bạn bị đau đầu chóng mặt trong thai kỳ khiến bạn luôn mệt mỏi, bị những cái cơn đau hành hạ, từ đó ảnh hưởng đến sức mẹ, đến cái sức khỏe của cả mẹ và bé. Vậy thì cái giải pháp nào để giúp để dành cho các mẹ khi đau đầu chóng mặt trong cái thời kỳ mang thai? Có rất nhiều cái liệu pháp chữa chứng đau đầu mang thai, như là trước tiên chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân. Các bác sĩ về thần kinh thường gợi ý cho bạn nên giữ một nhật ký về đau đầu để giúp bạn xác định được nguyên nhân gây ra cái hiện tượng đó. Viết vào đó và những cái gì bạn ăn trong vòng 24 giờ và những gì bạn làm trước đó để gây ra cái trường đau đầu, như là thức ăn có chứa nhiều cái chất nitric có trong cái thịt chế biến sẵn, như là xúc xích này, xúc xích Ý, hay là thịt lợn xông khói, hay là thịt cuối, hay là cái chất sulfit, chất bảo quản có trong salad hay là hoa quả khô, hay là các loại đỗ đậu lạc đơ sữa, nước hoa quả đóng sẵn. Ngoài ra có các cái nhân tố làm bạn bị đau như là tiếng ồn này, hay là quá lạnh này, cũng có hay là quá nóng, hay là mùi thối, hay là mùi khó, cái mùi khó. Đó là một trong những cái số nguyên nhân dẫn đến cái việc là đau đầu chóng mặt khi mang thai. Chính vì đó các bạn phải trước tiên là phải tìm ra cái nguyên nhân, sau đó thì các bạn sẽ đến với cái biện pháp giúp mẹ giảm đau đầu khi mang thai. Cái biện pháp hiệu quả bằng việc là chườm nước nóng hoặc lạnh lên cơ thể. Các mẹ có thể chườm nóng hoặc lạnh bằng cách là cho túi chườm đó vào lò vi sóng hoặc là tủ lạnh, với các vị trí có thể đặt túi chườm lên là ở cổ này, vai này, mắt và mũi, theo vị trí mà các bạn bị đau. Nên dùng vòi hoa sen để trong nhà tắm. Theo cả lời khuyên của các chuyên gia, các bạn nên tắm bằng vòi hoa sen trong cái giai đoạn này,
Vì vòi hoa sen chảy nhẹ nhàng, các bạn sẽ không cảm thấy đau đầu với cái cách tắm thông thường như là vã nước lên mặt, và tránh cái tình trạng bị đói hoặc là quá khát mới đi tìm thức ăn hoặc là đồ uống. Ăn uống sẽ được chia thành nhiều bữa, đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho bạn liên tục và cho bé yêu được khỏe mạnh. Các bạn không không phải là chỉ cho bạn mới là bạn ăn, không phải là chỉ cho bạn mà còn là cho các bé yêu. Và hãy đảm bảo được là một cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý và đầy đủ. Đau đầu chóng mặt là một trong những cái biểu hiện của mẹ trong 3 tháng đầu. Giấc ngủ hợp lý để giải quyết vấn đề này là ngủ trưa khoảng 1 tiếng, sau đó là dậy là vận động, và buổi tối ngủ sớm hơn bình thường. Tránh thức khuya làm chừng cái đau đầu càng mạnh, và phải ngủ trong cái căn phòng yên tĩnh, cũng không được thức dậy muộn. Tiếp theo các bạn là phải luôn giữ cơ thể ở cái trạng thái thư giãn bằng việc là tập thể dục thường xuyên này, tham gia cái lớp học thiền này, hay yoga này, hay là đi bộ trong công viên này, và mỗi buổi sáng hoặc là tối, hoặc là cái nơi không khí trong lành, và làm bất cứ cái việc gì mà giúp bạn thoải mái nhất. Và có thể đi spa thả lỏng cơ thể, massage cái vùng cổ, vùng lưng, vai. Và có một cái chế độ ăn uống hợp lý và bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ăn uống bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như các loại vitamin này, sắt và kẽm, thông qua các thực phẩm cá, thịt và các loại rau xanh và hoa quả, để giúp các mẹ ngon miệng hơn. Các mẹ nên chia thành nhiều bữa và thay đổi các món có cái chế và có cái chế biến là phù hợp với nhất với bạn. Và ngoài ra, mặc dù là thực tế khi mang thai trong 3 tháng đầu, bạn thường có cái biểu hiện là hiện tượng đi tiểu nhiều hơn bình thường. Điều đó không có nghĩa là phải dùng ít đồ, có ít nước đi, mà bạn cần phải bổ sung đầy đủ nước, khoảng 2 lít nước trên một ngày là đủ để tránh cái tình trạng thiếu nước. Và có thể thấy qua màu nước tiểu càng đậm vàng thì là càng thiếu nước, và các bạn vậy thì có hạn chế là cái nguy cơ đau đầu. Và cái triệu chứng đau đầu chóng mặt khi mang thai có thể là rất phổ biến với các mẹ, nhưng nó là một trong những triệu chứng không tốt và cần được theo dõi cũng như được khắc phục về cái vấn đề này. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp được các mẹ tìm hiểu thêm và đưa ra cái cách phòng tránh, phòng ngừa cho bản thân nếu là đang bị cái tình trạng